Việt Nam có thêm bộ kit xét nghiệm COVID-19 đạt chuẩn châu Âu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Việt Nam vừa có thêm bộ kit thử nhanh COVID-19 được cấp chứng chỉ lưu hành tại châu Âu. Sản phẩm do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với một công ty nghiên cứu và sản xuất. Bộ sinh phẩm sử dụng công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt cho phép phát hiện nhanh virus SARS-CoV-2 trực tiếp bằng mắt thường dựa vào sự đổi màu của chất chỉ thị, không cần trang thiết bị phức tạp. Thời gian xử lý mẫu chỉ cần 30 phút. Qua thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bộ kit cho độ nhạy đạt 100%, độ đặc hiệu đạt 99,6%. Trước đó, bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu và sản xuất cũng đã nhận được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn và lưu hành tự do tại châu Âu. Sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cấp phép, bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!